Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Và ở video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần Skills 2, phần kỹ năng số 2 của tiếng Anh lớp 6, bài số 8, với chủ đề là thể thao và các trận đấu, Sports and Games. Và như thường lệ, ở phần kỹ năng số 2, chúng ta sẽ có hai kỹ năng, đó là kỹ năng nghe, listening và kỹ năng viết, writing. Và không để chúng mình chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với yêu cầu của bài số 1 thuộc phần nghe nhé. Yêu cầu của bài số 1 như sau. Listen to the passages and who are they about? Là chúng ta sẽ nghe về hai đoạn văn và hãy xem là hai đoạn văn đó thì nói về ai, who are they about? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe lần đầu tiên để chúng ta sẽ xem nhé. Ok. Unit 8, Sports and Games. Page 23, Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the passages. Who are they about? Hello, my name's Hai. I love sport. I play volleyball at school, and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favorite sport is karate. I practice it 3 times a week. It makes me strong and confident. My name's Alice. I'm 12 years old. I don't like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games too. I hope to create a new computer game one day. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên và cô tin chắc rằng là chúng ta cũng đã nghe được là hai cái bài nói này thì đang nói về ai rồi đúng không? Bài nói đầu tiên là nói về bạn Hải và bài nói thứ hai thì nói về bạn Alice. Vậy ở đây câu số 1 thì cô có thể trả lời như sau. The listening passages are about Hải and Alice đúng không? Là cái bài nghe thì nói về Hải và Alice. The listening passages are about Hải and Alice. Thì đó sẽ là đáp án cho bài số 1. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Với yêu cầu của bài số 2 như sau. Listen to the passages again and then tick true or false for each sentence. Là chúng ta sẽ nghe lại câu đoạn một lần nữa, nghe lại cái bài này một lần nữa và tick vào ô tương ứng. True là đúng, false là sai. Và ok, chúng ta sẽ cùng nghe này. Unit 8, Sports and Games. Page 23, Skills 2, Listening. Activity 2. Listen to the passages again, then tick T, true, or F, false, for each sentence. Hello, my name's Hai. I love sport. I play volleyball at school. And I often go cycling with my dad at the weekend. But my favorite sport is karate. I practice it 3 times a week. It makes me strong and confident. My name's Alice. I'm 12 years old. I don't like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games too. I hope to create a new computer game one day. Ok, và đó là lần nghe thứ hai để chúng ta tự làm bài số 2. Còn bây giờ thì cô sẽ cùng là phân tích bài số 2 cũng như là phân tích bài số 3 và sau đó thì sẽ lại nghe lại một lần nữa để chữa bài số 2 và bài số 3 giúp chúng mình nhé. Với bài số 2, câu số 1 này. The passages are about two sportsmen. Là các đoạn văn thì đang nói về hai vận động viên, đúng không? Câu số 2, Hải go cycling at the weekend. Hải thì đạp xe vào cuối tuần. Câu số 3, Hải's favorite sport is karate, đúng không? Là môn thể thao yêu thích của Hải là karate. Alice doesn't like doing sports very much. Là Alice thì không thích chơi thể thao cho lắm. Và câu số 5, Alice play computer games every day. Là Alice thì chơi máy tính mỗi ngày.
Đó sẽ là về các nhận định ở bài số 2. Còn bài số 3 chúng ta có listener again and fill each blank with a word to complete each sentence. Là chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và điền vào mỗi chỗ trống với một từ để hoàn thành mỗi câu. Chúng ta có 4 câu thôi. Câu số 1 này. Hi, plays a school. Và đây, chỗ trống này thì sẽ phải cần một cái tên môn thể thao nào đó, đúng không? Hải chơi gì ở trường? Câu số 2. Hải practices karate at club times a week. Hải thì tập karate ở câu lạc bộ bao nhiêu lần một tuần, đúng không? Vậy đây sẽ là cái số bao lần một tuần này. Câu số 3. Like watching sports on TV. Ai đó thì thích xem thể thao ở trên TV, đúng không? Và câu số 4 này. Alice plays every Saturday. Alice thì chơi cái gì vào mỗi thứ bảy? Thì đó sẽ là về nội dung của bài số 2 và bài số 3. Còn bây giờ cô sẽ nghe lại lần số 3 để cùng chữa bài số 2 và bài số 3 nhé. Unit 8. Sports and games. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and fill each blank with a word to complete each sentence. Hello, my name's Hai. I love sport. Hello, my name is Hai. I love sport. Xin chào, tên tớ là Hải và tớ thích thể thao, đúng không? Cái này thì cô sẽ viết lại cho chúng ta để cho chúng ta biết lời thoại nhé. Hello, my name is Hai, đúng không? Tên tớ là Hải. Hello, my name is Hai. And I love sport. Và tớ rất là thích thể thao, tớ thích thể thao, tớ yêu thể thao, đúng không? I love sport. I play volleyball at school. I play volleyball at school. À đây, câu này thì đã cho chúng ta có thể là điền vào chỗ trống câu số 1 của bài số 3 rồi đúng không? I play volleyball at school. Tớ chơi bóng chuyền ở trường. Rồi, về chỗ trống câu số 1 bài số 3 thì chúng ta sẽ điền là volleyball, đúng không? Chơi bóng chuyền. Tên tớ là Hải và tớ thích thể thao, tớ chơi bóng chuyền ở trường. Rồi tiếp theo nào. And I often go cycling with my dad at the weekend. And I often go cycling with my dad at the weekend. Và tớ thường đạp xe với bố vào cuối tuần. Vậy câu này thì cũng có thể giúp chúng ta trả lời được câu số 2 ở bài số 2 rồi đúng không? Hải go cycling at the weekend là true, đúng rồi. Và bạn ý nói như sau. And I often go cycling. And I often go cycling with my dad at the weekend, vào cuối tuần. But my favorite sport is karate. Nhưng mà môn thể thao yêu thích của tớ là karate. But my favorite sport is karate, đúng không? Thì là karate. Rồi, vậy thì câu này thì chúng ta có thể giúp chúng ta trả lời cho câu số 3, bài số 2, đúng không nhỉ? Môn thể thao yêu thích của Hải là karate là đúng rồi này, true. Tiếp theo. I practice it three times a week. Tớ thì tập karate 3 lần một tuần, đúng không? I practice it three times a week, 3 lần một tuần. Vậy thì câu này cũng giúp chúng ta điền vào câu số 2 của bài số 3. Đó là điền số 3, đúng không nhỉ? Hải thì tập karate ở câu lạc bộ 3 lần một tuần. 3 times a week. Tiếp theo. It makes me strong and confident. Và cái việc tập karate đúng không? Thì giúp tớ trở nên khỏe mạnh hơn và tự tin hơn. It makes me strong and confident. It makes me strong and confident. Rồi, ok. Tiếp theo. My name is Alice. Và câu này, đoạn này thì đang nói chuyển sang bạn Alice rồi đúng không? Rồi, ok. My name is Alice. Tên tớ là Alice này. I'm 12 years old. Tớ 12 tuổi. I'm 12 years old.
I'm 12 years old. I don't like doing sport very much. I don't like doing sport very much. Tớ thì không thích tập thể thao cho lắm, đúng không? Tớ không thích tập thể dục cho lắm. I don't like doing sport very much. I don't like doing sport very much. I don't like doing sport very much. Tớ không thích tập thể thao cho lắm. Tớ không thích tập thể dục cho lắm. Vậy câu này thì sẽ giúp chúng ta trả lời cho câu số 3. Sorry, câu số 4, bài số 2 đúng không nhỉ? Alice doesn't like doing sports very much. Sẽ là false. Sorry, sẽ là truth. Đúng không? Đúng. Rồi, ok, tiếp theo. But I like watching sport on TV. But I like watching sport on TV. Nhưng mà tớ thích xem thể thao trên TV. But I like watching sport on TV. But I like watching sport on TV. Nhưng mà tớ thích xem thể thao ở trên TV. Vậy cái câu này cũng giúp cho chúng ta làm được câu số 3, bài số 3, đúng không nhỉ? Đó là Alice thì là bạn thích xem thể thao ở trên TV. Rồi tiếp theo. My hobby is playing chess. My hobby is playing chess. Và sở thích của tớ là chơi cờ. My hobby is playing chess. My hobby is playing chess. Sở thích của tớ thì là chơi cờ. My friend and I play chess every Saturday. My friend and I playing chess every Saturday. Và bạn của tớ và tớ thì chơi cờ mỗi thứ bảy, đúng không? My friend and I play chess every Saturday. Chơi cờ vào mỗi thứ bảy. Vậy câu này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta trả lời được câu số 4, bài số 3 đúng không nhỉ? Là Alice thì chơi cờ vào mỗi thứ bảy. Chỗ này thì chúng ta sẽ điền là chess. Rồi, và sẽ cùng nghe tiếp nào. I sometimes play computer games too. À, câu này liên quan tới computer games đúng không? Và bạn ấy nói rằng là I sometimes play computer games too. Tớ thì thỉnh thoảng cũng chơi máy tính nữa. I sometimes play computer games too. Play computer games too. I sometimes play computer games too. Thỉnh thoảng thì tớ cũng chơi máy tính nữa. Vậy thì câu này sẽ giúp cho chúng ta trả lời được câu số 5, bài số 2 đúng không nhỉ? Bạn câu số 5, bài số 2 nói rằng là Alice thì chơi máy tính mỗi ngày thì là sai rồi. Bạn ấy chỉ thỉnh thoảng thôi chứ không phải là mỗi ngày. I hope to create a new computer game one day. I hope to create a new computer game one day. Và tớ hy vọng rằng là tớ có thể tạo ra một trò chơi máy tính mới một ngày nào đó. I hope. Đúng không? I hope to create a new computer game. Create a new computer game one day. Okay. Thì đó sẽ là về đáp án câu bài số 2, bài số 3 cũng như là lời thoại của phần nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4. Còn bài số 2 chúng ta còn một câu nữa đúng không? Câu số 1 là các đoạn văn này thì nó nói về hai nhân vật thể thao. Thì câu này là sai đúng không nhỉ? Chỉ là hai bạn này thì chỉ là những người bình thường thôi đúng không? Và nói về cái sở thích về thể thao, liên quan tới thể thao của mình. Nên câu số 1 sẽ là sai. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4 với yêu cầu của bài số 4 như sau. Working pairs, talk about the sport or game you like. Use the following questions as cues. Là chúng ta sẽ làm việc theo cặp, nói về môn thể thao hoặc là một cái trận đấu mà chúng ta thích. Và hãy sử dụng những cái câu hỏi dưới đây là gợi ý. Thì chúng ta sẽ có các câu hỏi như sau. What is the name of the sport or game? Là cái tên môn thể thao hoặc là tên cái trò chơi đó là gì? How many players are there? Thì có bao nhiêu người chơi, đúng không? Có bao nhiêu người chơi trong cái môn thể thao, trong cái trận đấu đó. And how often do you play it? Là chúng ta thì chơi nó bao lâu một lần, đúng không? Với mức độ thường xuyên. And what equipment there is need? Là cái môn thể thao đó thì cần cái thiết bị gì, cần trang thiết bị gì. Và câu cuối cùng là why do you like it? Là lý do tại sao chúng ta thích cái môn đó. Còn với yêu cầu của bài số 5, liên quan tới bài số 4 nên cô sẽ chữa luôn. Yêu cầu của bài số 5 như sau.
Write a paragraph of 40 to 50 words about the sport or game you talk about in 4. Là hãy viết một đoạn văn khoảng 40-50 từ về các môn thể thao hoặc là môn hoặc là trận đấu mà chúng ta đã nói về ở bài số 4. You can also refer to the listening passages. Là chúng ta cũng có thể dựa vào những cái đoạn văn ở phần nghe để viết, đúng không nhỉ? Thì ở đây cô sẽ gợi ý luôn cả bài số 5 và bài số 4 nhá. Ở đây thì cô sẽ nói về cái môn thể thao yêu thích. Và cô nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều bạn thích cái môn này, đó chính là môn bóng đá. Và ở đây thì cô sẽ có là đầu tiên, đúng không? Nếu mà để nói về một môn thể thao yêu thích của chúng mình thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái câu, đó là môn thể thao yêu thích của tớ là môn gì, đúng không? Sẽ là my favorite sport is football, đúng không? Cô sẽ nói về bóng đá nhá. My favorite sport. My favorite sport is football. Môn thể thao yêu thích của tớ là bóng đá này, đúng không? Đó. Và đó là môn thể thao đồng đội. Nên là mỗi ngày sau mỗi buổi học thì tớ thường chơi bóng đá với bạn của tớ, đúng không? Ở sân vận động. It is a team sport. Là môn thể thao đồng đội. It is a team sport. So, every day, mỗi ngày sau khi mà học xong, đúng không? After class, I often play football with my classmates. I often play football. I often play football with my friend, hoặc là with my classmate, đúng không? Với bạn của tớ, hoặc là với những bạn cùng lớp cũng được, đều là những người bạn mà. With my classmate at the stadium, đúng không? Ở sân vận động. Rồi, và một trận bóng đá thì thường kéo dài trong vòng 90 phút, đúng không? Và để chơi cái môn thể thao này thì chúng ta cần thứ nhất là 12 người. 12 người chơi bao gồm 2 thủ môn và 10 cầu thủ, đúng không nhỉ? Bởi vì đây là chơi nhỏ thôi nên là chỉ cần số lượng như vậy thôi. Và trận bóng đá thì sẽ là match, one football match. Match, one football match. Last 90 minutes thì kéo dài trong vòng 90 phút. Và để chơi cái môn thể thao này, to play this sport, you need 12 players, đúng không? 12 players. Và trong đó thì bao gồm including 2 goalkeeper, bao gồm là 2 thủ môn này. Và 10 người chơi, đúng không nhỉ? And 10 players. Rồi, và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần có một quả bóng và một địa điểm rất là rộng để chơi, đúng không? In addition to this, you also need a ball and a spacious place to play in. Cần một nơi rộng để chơi, đúng không? Thì sẽ liên quan tới những cái trang thiết bị. Rồi, và bên cạnh đấy thì còn những cái câu hỏi liên quan tới gì nữa nhỉ? Là ok, và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ miêu tả về cái cách chơi nhá, đúng không? Là tất cả các cầu thủ thì đều cố gắng đá quả bóng vào khung thành của đối phương, đúng không? Và khi hết giờ, đội nào có được nhiều điểm hơn thì sẽ là đội thắng cuộc, đúng không? Rồi, về cái cách chơi. Okay, sorry. Tất cả người chơi thì đều cố gắng try to kick the ball, đá bóng vào khung thành của đối phương, đúng không? Sorry, kick the ball to the opponent's goal. Opponent là đối phương. Opponent's goal. Rồi, và khi thời gian hết
khi mà thời gian kết thúc. When time is out, khi mà thời gian kết thúc, đội nào có nhiều điểm hơn thì sẽ chiến thắng. The team which has more score, đúng không? The team which has more scores. Đội nào mà có nhiều điểm hơn thì sẽ là người thắng. Will be the winner. Sẽ là người thắng cuộc thì sẽ là đội thắng cuộc, đúng không? Will be the winner. Và tớ thì thích bóng đá bởi vì sao? Nêu ra cả lý do tại sao chúng ta lại thích cái môn này, đúng không? I love football. Bởi vì, because. It's the king of sport, bởi vì đây là môn thể thao vua, đúng không nhỉ? It is the king of sport. It is the king of sport. Và nó thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có cái lối sống khỏe mạnh, đúng không? And it helped me to live a healthy lifestyle. And it helped me to have a healthy lifestyle. Thì đây sẽ là gợi ý của cô cho bài số 4 và bài số 5 nhé. Bởi vì bài số 4 thì sẽ là một bài để chúng ta là lên ý tưởng để viết bài số 5 thôi. Nên là cô sẽ viết bài số 5 luôn. Rồi, ok. Và bài số 5 cũng là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Vietjet bằng việc theo dõi các video tiếp theo. Goodbye! Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.